chuông chiên ai đi vào sẽ được cứu rồi, rồi gặp đồng cỏ tươi bước bên người thắm tình dường bao, vui hoa ca theo tiếng sao sống bên người phúc lộc dồi dào. Thân chạy khi loài sói tới, người mục tử ở với sẽ không rời bước bỏ đoàn chiên. Khi gặp cơn nguy biến tới, cánh tay người giữ gìn mọi nơi. Còn nhiều chiên chơi chung đàn như lời đã phán, người hằng chờ hợp nhất ước trăm miền sẽ một đoàn chiên, mong nhờ ơn cha thánh hiền sống ngoan hiền với một trụ chiên. Việc Chúa ra tay
thật quá cao vời. Con xin cảm tạ Chúa đã nhận lời con. Này là viên đá, cửa đá trôi thế lùi nhà. Giờ thành tảng đá, đứng nơi góc tư. Người là Thiên Chúa, xin tán dương người. Xin tuôn ơn lành cho đấng này thánh cung, nguyện chúc phúc lành. Con xin cảm tạ Chúa đã chọn tình thương. Này là viên đá, này là viên đá.